Vâng, em Quỳnh ô tô cũng mời chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lên sóng cho các bác một con i10 nhá. Cực đẹp luôn nhá. Sản xuất 2015 bán đủ các bác nhá. Đời cao, giá cực rẻ đây, giá sốc cho anh em đây. Loanh quanh con này bây giờ các bác đoán thử xem bao nhiêu tiền nào. Quá rẻ nhá, sản xuất 2015 mà bây giờ có 235 triệu. Các bác thấy rẻ không? 2015 mà 235 triệu thì lấy ra một con i10 bán đủ nhá. Đời cao, biển Hà Nội, cực chất luôn nhá. Đấy, để form giá này các bác về đi gia đình hoặc chạy dịch vụ đã yên tâm luôn này. Nhỏ gọn, hoặc là chị em phụ nữ đi trong thành phố hoặc là đi đưa con đi học là hợp lý luôn, vì form là quá nhỏ mà đẹp, phù hợp luôn này. Lốp nắp thì mới nhá, đã răng sáng bóng rồi, xi nhan thích hợp trên gương rồi các bác này. Một cái mẫu xe mà nhìn trông là rất cứng xe, nhỏ nhắn, hợp lý cho chị em phụ nữ hoặc là anh em khởi nghiệp nhá. Đây, tắp đi cửa đây. Về nội thất này, vô lăng cực nhẹ các bác nhá. Đấy, màn hình này. Màn hình thì nó vẫn là màn hình nhỏ, nhưng nếu bác nào thích cái mẫu màn hình to em thay cho màn hình cảm ứng luôn nhá. Đấy, còn số này, nội thất thì đẹp rồi. Ghế ghế sạch sẽ nha, trần nỉ nguyên bản theo xe các bác này. Đấy, một cái mẫu xe nó bán đủ thì nó có phím đầy đủ hết rồi này các bác này. Đấy, để mà đúng anh em mà khởi nghiệp ấy, lấy con này đi cũng hợp lý này. Vì là máy của nó là máy 1.0 nhá. Con này là bản nhập khẩu anh em nhá, nhập Ấn. Nếu mà mình khởi nghiệp thì đi những con này về làm dịch vụ thì thu lại vốn nhanh, phù hợp. Giá cả nó rẻ hơn 200 một chút thôi là các bác sở hữu một con đời nó cao. 2015 là đời cao, biển Hà Nội là được cả cái biển đó các bác nhá, được cả cái biển Hà Nội nữa này, đẹp. Đấy, xi nhan rất là đẹp này. Đấy, một xe này anh em về đi nó cũng tiết kiệm, mà mình làm dịch vụ thì cũng hợp lý. Vì bây giờ chi phí nó mình bỏ ra ít, bây giờ bỏ ra có hơn 200 thôi là mình sử dụng nó là yên tâm. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ các bác nhá, cam lùi cái hành trình đầy đủ luôn. Con này về anh em chỉ sẵn đi, chỉ về đổ xăng là đi thôi, cửa tiền nó lại rẻ nữa, đăng kiểm của nó còn đến tháng 2024 các bác nhá. Con này các bác đi thoải mái tha hồ đường dài luôn nhá. Máy móc thì cực ngon. Đây đây, để em quay phần máy cho các bác xem. Đúng là anh em tuổi trẻ mới lấy vợ khởi nghiệp con này thì phù hợp này. Vừa túi tiền, dễ kiếm tiền. Tháng làm đôi ba chục, cải thiện cuộc sống, vợ con đỡ khổ. Đây phần máy đây anh em nhá. Máy đây. Máy nổ thì thầm luôn các bác xem này. Máy nổ thì thầm luôn nhá, máy nổ êm ru luôn. Máy 1.0 thì cực kỳ tiết kiệm xăng rồi. Nhiên liệu mình phục vụ đi dịch vụ thì là quá nên yên tâm nhá. Bác nào kết thì cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại em là 0966862666 nhá. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin nút đăng ký kênh. Thì những cái xe mà em đăng lên thì sẽ cập nhật nhanh hơn các bác nhá.